Thưa quý vị, thưa các bạn, với việc cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, trò chơi điện tử không kết nối mạng, thành phố Cần Thơ gần như cơ bản mở cửa lại toàn bộ nền kinh tế. Chịu tác động nặng nề do dịch bệnh COVID-19, các cơ sở kinh doanh karaoke ở thành phố Cần Thơ nhìn chung đã và đang có nhiều nỗ lực phục hồi, cung cấp lại một trong những dịch vụ rất được ưa chuộng của người dân. Từ ngày 14 tháng 2, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử không kết nối mạng, vũ trường ở Cần Thơ được phép hoạt động trở lại khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo công văn 517 của thành phố. Đây không chỉ là tin vui đối với các chủ cơ sở, hộ kinh doanh, mà lực lượng lao động cũng vui mừng khi có việc làm, có thu nhập ổn định trở lại. Khi nhà hàng karaoke mình, Tây Đô mình hoạt động lại thì em đi làm lại thì em thấy kinh tế mình ổn định hơn. Có nguồn vào ổn định hơn lúc còn chỉ nhiều những chỉ thị 15-16. Dạ, em cũng thấy là rất vui. Dạ, cũng xin 2-3 chỗ, rồi có người giới thiệu tới đây. Dạ, sau dịch bệnh thì em có công việc ổn định, vui vẻ, cũng cố gắng gắn bó lâu dài với công ty. Khu vực kinh doanh dịch vụ karaoke là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề do dịch bệnh. Hiện thành phố còn khoảng 160 cơ sở hoạt động với trên 1.000 phòng hát, giảm gần 120 cơ sở với trên 310 phòng hát. Các cơ sở mở lại hoạt động đã phải mất nhiều chi phí bảo dưỡng, bảo trì phương tiện, trang thiết bị. Có đơn vị còn hỗ trợ phần nào thu nhập cho nhân viên gắn bó. Đồng thời, khi mở lại, phải bổ sung thêm trang thiết bị, tuyển và huấn luyện nhân sự mới. Bước đầu mở lại kinh doanh cũng ghi nhận thay đổi thói quen của khách hàng. Nói chung khách đi người ta vẫn còn e ngại về vấn đề số đông, nên là cái hoạt động trong phòng thì nó cũng là cái công sức người, cái số người nó cũng giảm lại. Ví dụ như người ta đi cũng 5-6 người một phòng, người ta cũng vẫn giữ cái khoảng cách để mà về vấn đề về an toàn cho vấn đề về dịch bệnh, khâu ngăn ngừa. Cũng có một số thuận lợi về cái nhân sự mà khi được làm lại thì cũng rất là phấn chấn. Thì có thêm cái thu nhập, có lo cuộc sống gia đình, bản thân. Cái lượng khách thì so với thời điểm trước dịch thì nó không bằng thật, nhưng mà nó cũng sắp xỉ tương đối. Rồi thêm cái nữa là cũng được ở bên chính quyền địa phương hỗ trợ, bên cơ sở là kịp thời làm theo. Dịch vụ karaoke được phần lớn người dân ưa chuộng và rất phổ biến với đa dạng các dịch vụ từ bình dân đến sang trọng cao cấp. Thành phố Cần Thơ gần như cơ bản mở cửa lại nền kinh tế và đó là tín hiệu phấn khởi cho các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình nỗ lực khôi phục sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện sử dụng các dịch vụ vui chơi, giải trí, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong điều kiện bình thường mới.